nhớ Phước. Rồi cô đi cắt nhang lên bàn thờ. Nhưng mà không còn khóc lóc và bị oan uổng như hồi xưa nữa. Tối á cô ngủ ngon hơn á chú. Mà hả, thỉnh thoảng chỉ giật mình thôi chứ không có nói sảng giờ đó nữa. Dạ, cô mong chú về lắm á. Chú về sớm để còn làm thủ tục nhận nuôi thằng nhỏ nữa. Dạ, chừng nào chú về? 3 ngày nữa hả chú? Cô mà biết được chắc là cô sớm khỏi bệnh luôn á. Thôi, để con đi báo cho cô nha. Dạ, cô chào chú. Vậy mà chấp nhận nó. Dạ. Dạ.
phải mang sơ đồ về rồi dẫn gấp lúc đó. Vì nếu là quân nhà về thì nó khó làm ăn. Kho đồ cổ của nhà đó thì cũng luôn chúng ta một thời gian dài. Con.
Mời.